Sáng ngày 8 tháng 12, sau hơn một tháng xét xử, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã kết thúc đại án xăng lậu với phần tuyên án các bị cáo trong đường dây buôn xăng lậu và nhận hối lộ. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đào Ngọc Viễn 17 năm tù, phạt bổ sung 100 triệu đồng, Phan Thanh Hữu 16 năm tù, buộc nộp bổ sung 100 triệu đồng, Nguyễn Hữu Tứ 15 năm tù, buộc nộp bổ sung 100 triệu đồng về tội buôn lậu. Riêng Ngô Văn Thụy, cựu xếp đội 3, nhận mức án 15 năm tù về tội nhận hối lộ. Cùng về tội danh buôn lậu, bị cáo Lê Đình Hùng lãnh 7 năm 6 tháng tù, Nguyễn Minh Khoa 7 năm 6 tháng tù, Trần Văn Việt 6 năm 6 tháng tù, Nguyễn Tấn Việt 6 năm tù, Đinh Văn Đoàn 6 năm tù, Phan Lê Hoàng Anh 3 năm 6 tháng tù, Lê Thanh Tú 5 năm tù, phạt bổ sung 100 triệu đồng, Lê Thanh Trung 13 năm tù, nộp bổ sung 100 triệu đồng, Nguyễn Tiến Dũng 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Khoa Nam 2 năm tù, Nguyễn Văn Quý 1 năm 8 tháng tù, bằng thời gian tạm giam được thả tự do tại tòa. Các bị cáo còn lại bị xử từ 1 đến 5 năm tù, phạt tiền, án treo, mức án bằng thời gian tạm giam, được thả tự do tại tòa. Hội đồng xét xử cũng tuyên buộc các bị cáo chưa nộp đủ tiền thu lợi bất chính, tiếp tục phải nộp tiếp, đồng thời trả lại tiền nộp dư, sổ đỏ, tài sản, giải tỏa kê biên nhiều tài sản không liên quan đến vụ án cho các bị cáo. Ngoài ra, hội đồng xét xử cũng tuyên tịch thu 17 tàu thủy, tiếp tục kê biên nhiều tài sản của các bị cáo, tiếp tục phong tỏa nhiều tài khoản để đảm bảo thi hành án. Tịch thu xung công quỹ đối với 22 xe bồn, 3 xe ô tô, 63 điện thoại và nhiều tài sản khác của các bị cáo. Thứ nhất là về công tác tổ chức là theo tôi thì tòa tổ chức là khá là chuyên nghiệp, tạo điều kiện cho tất cả các luật sư như người tham gia đến vụ khác. Thì đây là phiên tòa đầu tiên ở Đồng Nai mà lớn như thế này, thì công tác tổ chức chuẩn bị rất là kỹ, rất là chuyên nghiệp. Cho nên là cái việc hoạt động của luật sư tại phiên tòa với cá nhân tôi và các luật sư đồng nghiệp nó rất là thuận lợi và đảm bảo cho cái quyền của luật sư, quyền tiếp cận của luật sư trong phiên tòa. Phiên tòa đã thông báo rất là rõ ràng, cho nên là cái quyền luật sư rất là thuận lợi. Rồi về cái quá trình điều hành phiên tòa, hội đồng xử đã điều hành kiện phiên tòa rất là chuyên nghiệp, có thông báo, có kế hoạch rõ ràng. Do đó thì cái hoạt động của luật sư rất là chủ động. Hoạt động luật sư suốt một cái thời gian dài như vậy sẽ dễ bị động, nhưng mà cũng may mắn là chủ tọa phiên tòa như hội đồng xét xử phiên tòa rất là hoạt động, có kế hoạch bài bản cụ thể và chi tiết nữa, và trong quá trình điều hành nó rất là tốt với kế hoạch đó, cho nên là luật sư rất là thuận lợi. Theo cáo trạng, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai, tính từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021, Hữu và Viễn cùng các đối tượng đã vận chuyển 48 chuyến, tổng cộng hơn 198 triệu lít xăng lậu, trị giá gần 2.900 tỷ đồng và đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, Viễn thu lợi hơn 46,7 tỷ đồng, Hữu hơn 156,2 tỷ đồng, Tứ thu lợi gần 83 tỷ đồng, Vân thu lợi bất chính gần 18 tỷ đồng. Riêng Ngô Văn Thụy là đội trưởng đội 3, Cục Điều tra Chống Buôn Lậu, Tổng cục Hải quan, bị truy tố tội nhận hối lộ với số tiền hơn 830 triệu đồng.